Anh Thiện hỏi là em có nhớ anh Thiện không? Em nghĩ là anh em Dubai nhớ vì sữa của em chứ không phải anh Thiện nhớ em đâu. Thì đó, nhớ em thì ít mà nhớ bình sữa em thì nhiều. Sao? Sao vậy ca? Chào BK. Rồi, em biết mà. Với cái gì vậy anh? Anh hỏi thiệt nha, cái kiểu như cái bình sữa em mà nó bự quá vậy, nó có cái núm để uống không? Có nha em. Ừ. Nó Nó có bị cái núm mà. lởm vô nhỉ? Có Bị không? nó bị Thì lởm bây giờ vô. anh em chơi nè, nếu mà bây giờ em thua em cọp cái núm vô em giật giật Nó bị rồi. lởm vô. Vậy? Khều cho nó lòi ra. Không có ra được. Khều cho nó Lởm lòi vô ra. là bị Mọi người, mình nói mọi người nghe này nè, nếu mà chị Bobby gọi đúng không, kêu chị Bobby lấy cái nick chị Bobby vô chứ tự nhiên lấy nick lính đánh thuê rồi gọi lên sao. Có nhiều ví dụ như một một cái người nào đó mà người ta giả dạng, người ta nói chị Bobby gọi lên, mấy bạn cũng gọi nữa là sao vậy. Bây giờ thôi là mình tết lại như vậy nè, mấy bạn nào có muốn nói chuyện với chị Bobby, mọi người đi qua room của chị Bobby mọi người nói chuyện nha. À, chị Bobby mấy ngày nay không có vô room của mình, chị Bobby bận cái gì đó, cho nên là mọi người muốn nói chuyện với chị Bobby thì mọi người qua room của chị Bobby nói chuyện. Vậy sao em giờ chơi lấy còi cộng tóc hay cộng chỉ đâu này kia cột lên cũng được mà em. có gì dễ dễ hơn không? Chơi Được kẹo lòng. cạo lông chim không, Yeah. cạo luôn á, cạo luôn đó nha, Cạo rồi sao? cạo hết luôn á, cạo nguyên Cạo không hết sao anh thấy được? thì em cạo ra anh thấy là số lượng nó đông thì là cạo hết rồi. Anh cũng cạo luôn hả? Cạo chơi không? Anh cũng cạo luôn hả? Ừ anh cũng cạo luôn mà, trời ơi ta nói là ta chơi BK rồi này kia là anh đầu Bây tư giờ dữ lắm em à. chơi 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 tẻ. Sao Trời, tẻ chồng dán lên đây thôi. Con gái cũng có gì nó chưa rủi hả anh? vậy, nhà nhà em có băng keo hai mặt không, nhà em Có có băng keo hai mặt không, có hả? Ừ em thôi em dán chùm râu để đây nha, em cắt nhúm lông em dán chùm râu em để đây nè. Ơi lên lên anh Hiện, vậy thần minh bản hả? Cảm ơn bóp, cảm ơn mọi, xả đạn ơi mọi người lên, kèo thơm thơm lông thơm lá lắm, không sao đâu mọi người, không sao đâu mọi người, chia phe ra, chia phe ra, đàn ông mà ai cũng mê vú đúng không, tôi còn mê vú đó mà, mọi người hãy để cho anh Thiện thanh thản đi. Cảm ơn boss, cảm ơn Dubai Leon, cảm ơn Trường, cảm ơn Thường. Yeah Lord. Gần 1 giờ chơi nhé em là sao, là sao gần 1 giờ chơi nhé em là sao, chơi gì á? Lên 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 à, nói chuyện với bạn muội đó đó hả? Anh em đâu rồi, anh em đâu rồi, anh em đâu rồi, anh Thiện anh né lâu ai vậy? Cảm ơn Thành.
anh Thiện ơi, vợ con ở nhà kêu anh Thiện ơi, về cho con bú anh Thiện ơi, về cho vợ bú cho thai tả cho con đó anh ơi. Anh có cảm thấy anh bị lạc lòi quá khi anh qua bên bãi không? Anh có thể anh bị lạc lòi quá đúng không? Lên. Cảm ơn Diệp Tấn. Lên. Cảm ơn Vinh Nú Nú. Anh Thiện về, anh cũng lì qua lôi anh Thiện về anh cũng lì. Vợ con ở nhà rồi cho bú nè. Về cho con bú ông nội ơi. Ông đi theo tiếng gọi của con tim hoài. Xả lạng anh em. Ê ê ê ê ê. Lên. Lên 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 lên. Hey. Đại tướng quân. Cái gì vậy Phúc? Đại tướng quân. Anh có đâu vậy? Anh chim mồi hả? Đúng rồi, fan cứng của Phúc đúng rồi. Fan cứng của Phúc lúc nào cũng ở đây. Anh Thiện ngồi im coi thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Trời. Ai dắt ông đại tướng quân cũng đi về con bị lạc địa chỉ nhà rồi kìa. La 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 la. Tèo 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 tèo. Cảm ơn Hải Đăng. Anh đại tướng quân bên đây. Hey. Cảm ơn bạn Nhung đã tặng nai nha. Cảm ơn Nhung. Admin cảm ơn chị Nhung đi. Bạn Nhung mới tặng con nai kìa. Ừ. Cảm ơn admin. Cảm ơn Cún. Admin cảm ơn Cún đi admin. Má làm quá hà, làm sao mà giống hùa ghê luôn á. Thấy người ta tặng nai cảm ơn, cái bắt chước tặng nai tặng gà theo. Cái gì đâu mà hùa quá. Cảm ơn Su Su. Ê. Cảm ơn Hải Đăng. Cảm ơn Đạt. Tạo ơn kiếp lữ hành. Anh kiếp lữ hành. Tại sao anh bỏ em? Cảm ơn mọi. Xong rồi, xong rồi. Mới mốt là tôi phải tiễn mấy chị em của tôi vô đây nhiều hơn. Chị em tôi mới mốt tôi tiễn chị em của tôi vô nhiều. Lặng chị em tôi không có mê vú nữa. Tiễn mấy anh nam vô, mấy anh giờ gặp vú mấy anh bỏ em đi hết rồi. Cảm ơn cặp con. Theo thông tin em mới xác nhận là con Trinh Bi này nó đã từng bơm vú rồi, vú giả nha mọi người. Vú giả đó mọi người. Vú giả đó anh Kiếp Lữ Hành. Vú giả đó. Mọi người đừng tin. Đừng nên thấy những gì không nên thấy. Cảm ơn Su Su. Mọi người ơi, thương cảm em vì lúc tôi vú. Mọi người giúp đỡ em đi. Cảm ơn Dubai 92. Cảm ơn Đăng. Cảm ơn Đạt Kiều. Silicon không à. Silicon không à, ngoài đời thật nó không có gì đâu. Lên.
bị bóp nhiều. Vú của ông Trinh Bi là vú giả nha, nếu mà không bơm là do vú thiệt bị bóp nhiều nha. Vú thiệt bị bóp nhiều nha mọi người. Bị bóp rồi. Lên. Lên, lên. À con Trinh Bi nó cũng đang có bầu đó. Đúng rồi, đang có bầu, vú mới bự ra đó. Nó đang có bầu. Con Trinh Bi nó đang có bầu. Bự chỉ 9 tháng 10 ngày thôi là nó xẹp xuống à. Trên bi nó bự thì nó bự cái ngực mà cái bụng nó cũng bự nữa đó. Cảm ơn mọi người. Nhồi bột, nhồi bột, nhồi bột. Hey, 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 everybody. Có hai cái à, chỉ có hai cái thôi à. Mà giờ anh Thiện leo núi, rồi anh Kiếp Lữ Hành, rồi anh Đại Tướng Quân, rồi lấy cái gì mà chia? Có hai cái sao chia cho ba người? Có hai cái à, sao chia cho ba người? Về đây đi, em tiễn cho đứa khác. Có đứa ba vú luôn. Về đây em tiễn cho một đứa ba vú. À, ba anh về đây em tiễn cho mấy anh ba vú luôn. Lên. Còn một ca sĩ ba dê ba xê ba chỉ cho nó xem. Đó đúng rồi anh Đại Tướng Quân ơi. Cũng đừng thấy hành mà anh. Anh 11 anh hết ca sê rồi. Anh 11 anh nạp vô không có được. Anh nạp ca sê vô không có được. Ê. Mọi người cứ yên tâm vô anh 11 đi. Mọi người cứ yên tâm anh 11 đi. Cảm ơn anh Du Du. Cảm ơn Ngựa Hoang. Hey, hey, hey. Cảm ơn Phương. Phương Admin. Cảm ơn Ngựa Hoang. Bức cạn bình sữa hả? Không, cái này là bức lông Trinh Bi. Tẻ lông Trinh Bi. Ủa mày không tin tưởng anh Thiện hả? Không, tin chứ. Anh em có kết bạn Zalo với em mà. Mọi người biết sao không? Sau này mọi người thấy anh 11 đi đâu mọi người đừng kêu tên nữa. Anh 11 ảnh có chia sẻ với Phúc rồi, ảnh nói nè, nhiều lúc tao thấy mày chơi BK mà mày thua tao muốn giúp mày lắm mà tao bực, mà do kẹt mạng tao nạp KC vô không có được. Người ta giúp mày còn tao đi lủi thủi, tao đi gum này, tao đi gum kia, tao đi coi chơi vậy đó. Anh 11 ảnh nói như vậy đó, cho nên là mọi người khi mà thấy anh 11 ở bên gum mọi người đừng có ngạc nhiên. Ông bị kẹt mạng rồi, ông nạp KC vô không được, ông có ông cũng giúp mình à. Tại vì ông nói à, má đi mấy đứa nạp KC vô không có, nó giúp mày tao, tao bực tao không có, tao đi vòng vòng. Mọi người đừng kêu tao không nữa. Ghén ở đâu anh Phúc? Với lại là biết sao mọi người lên đây lên Bigo rồi này kia, lên giải trí tặng chơi cho vui thôi, cảm thấy vui thì anh em lên tặng thôi, chứ không phải là tặng cho người nào nhiều là sẽ của, là user của người đó. Mọi người đừng có suy nghĩ như vậy đúng không? Cái đó là ở bên idol nữ thôi, còn bên idol nam thì sẽ không có user mọi người. Vui thì người ta tặng thôi, cho nên mọi người đừng có nói là user của ai hay đi tặng ai, rồi mọi người đừng có gán ghép người ta vô như vậy. Đây là chỉ giải trí cho thôi. Đừng lấy lòng, đừng lấy lòng giả nha. Chơi chả cây đâu, cái lượng ở đây đâu chơi không lạ đâu. À, đúng đúng đúng, anh thích những đứa chất lượng như em á. Dáng này. Dáng mà dáng mà tôi mà tắt lời ca mà tôi đi về mà gỡ ra là bị chửi rồi đó, ngồi hả họng ra khóc nữa đi nha. Ờ lộn. Chỉ nhớ của em cũng tốt. Ờ à, thì ok. Do nãy không giao trước mọi người, nhỏ khôn quá cho bầu gà cho nó dán tới lúc cắt tay luôn mà nó nhớ là cái vụ đó. Nó nhớ. Nó nhớ là nãy không giao trước. Hai ý chí nhớ của em tốt đó.
Thì dán đây. Ghê quá. Chưa đâu. Thì đúng rồi, em lông của em, lông của em mà em dán, tự dán lên em là nó ghê đúng rồi. Chứ em lấy lông anh em dán rồi không bao giờ ghê hết. Trời, lông của nó mà nó kêu quăng quăng ghê nữa thiệt. Rồi mốt mốt rồi dán lông anh lên rồi sao? Đẹp đẹp đẹp. Rồi dán dán lông của anh Thiện lên sao? Tuyệt vời. Anh Thiện là mốt mốt là mốt mốt mà em có muốn dán lông rồi kia anh Thiện anh không cho dán đâu, anh để nguyên con cu lên mặt. Bây giờ mới có để lông lên thôi mà kêu là quăng quăng gớm gớm. Anh Thiện mà anh gặp em á, anh không để lông lên đâu, anh dán để nguyên cu lên mặt. Ê, đợi xíu em đang lông chim chứ lông gì. Thôi, đợi xíu nha, đợi em xíu, em đang gõ cái... Ok em. Ok. Anh Thiện anh chịu không? Em nói như vậy anh chịu không anh Thiện? Hôm nào đầu tư kèo lớn đi anh. Anh Thiện chịu có chạy xuống Đà Lạt. Giờ đứa nào chơi thua chơi để cu lên mặt. Đồng bán đính anh em mình. Đó. Đẹp quá em ơi. Đẹp quá. Rồi anh đi về nha. Đi về nha. Bye bye. Có trả kèo không? Có. Trả kèo đúng không? Chơi là mốt là không có nói là phút gây ăn hiếp em nha. Rồi em để im như vậy đi. Rồi bây giờ anh trả kèo nữa. Đứa nào thua dán hai chùm lông để hai bên đây nè. Để thêm gâu ở đây nữa. Nữa hả? Ừ. Chơi luôn. Chơi luôn. Mọi người coi nha, mọi người nó đang giả bộ đó, nó giả bộ tội nghiệp, nó thua kèo á, kèo sao mà nó biết là mọi người lên yếu lại là sẽ có mìn nha mọi người. Rồi lỡ bật 10 phút luôn rồi, lỡ bật 10 phút rồi. Lỡ giao luôn rồi, chơi rồi. Lỡ giao luôn rồi, nãy mọi người không cơm mình lẹ, em không có đọc kịp. Ê! Mọi người đừng có yếu lòng là được rồi. Mọi người đừng có yếu lòng. Mọi người thấy nó thua cái mọi người thấy tội nghiệp quá mà mới mà kèo sau cái mọi người lên yếu lại á. Em muốn là cái số điểm nó cao hơn cái số điểm cái đợt PK đầu á mọi người. Nó chơi gài mình đó. Ê! Nó biết fan của mình, nó biết fan của mình là hay thương xót sắc đẹp lắm. Cho nên là có giả bộ thua là lúc đầu mình cho anh em lên yếu rồi. Trời đất mẹ ơi, ông Tô Ma Tô. Ăn uống gì mà chia ra một lượt bốn người ở bên bển. Bốn người ở bên bển rồi sao chia? Tụi ông tính hiếp dâm tập thể hả? Ở bên Việt Nam chứ không phải bên châu Phi đâu mấy ông, đừng chơi trò của mấy thằng Mỹ đen nha mấy ba. Lượt. Lượt, 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 lượt. Em cứ nhắm mắt lại cả thế giới đen lồ hết nè phát. Cảm ơn cha bê. Hey. Chắc là là ngày nào là sao? Sinh nhật của anh á hả? Sinh nhật của anh ngày 29 tháng 10. Ớ bữa nay ngày 11 tháng 10 rồi mọi người. Ngày 11 tháng 10 rồi, còn có mười mấy ngày nữa sinh nhật của em mọi người. Nhưng mà từ trước tới giờ em không có sinh nhật. Từ trước tới giờ em không có sinh nhật. Lượt, lượt. Lượt. Ngày nào anh em cũng chuẩn bị đạn chứ sao lại lựa ngày 29 tháng 10. Anh em 29 tháng 10 mà anh em mới lựa
mới lựa ngày lên đạn vậy, chắc tới giờ đó em mới like quá à. Ngày mai em nghỉ tới ngày 29 tháng 10. À, anh Thiện bên kia, anh Đại Tướng Quân bên kia, anh Tomato, rồi anh Đà, anh Kiếp Lữ Hành nữa. Mấy ổng biết bản biết sao không? Đặng dầm vú con trên bi nó mới full HD. Mấy ổng đi qua bển là do là qua bên bển nó có cái độ phân giải full HD, nhầm vú con trên bi nó mới kỹ. Còn bên đây nó hơi mờ. Nói như vậy mấy ba đừng chạy qua bển hết nha. Ê. Tới sáng không mọi người, bắn đạn tới sáng luôn rồi, ghê vậy. Ngứa tay rồi đó. Hai ông ngứa tay rồi. Cảm ơn Hitler. Anh Hitler nè, anh lên cái hình nhìn tôi nhớ lại tới anh Sạc Lô. Anh Sạc Lô tôi đâu rồi, anh Sạc Lô tôi đâu rồi, có ai thấy anh Sạc Lô tôi đâu không? Anh Thiện căn bên đó, anh Thiện căn bên đó, mình căn bên đây. Nhìn như quỷ diệt luôn mọi người. Tôi lạc qua bển quay về liền nó phút ta. Qua bển thấy đông quá, chia nhắm chia không được đúng không? Mình nhắm cái gì mà mình chia không được là mình đi về liền. Tranh thủ cài view YouTube cho Phút Giây up bài mới cái phút ha. Mọi người tranh thủ cài view cho em, mong mà được 1 triệu lượt view em sẽ làm cái bài khác mọi người. Đi dạo luôn đi lạc thôi. Mọi người cài view cho em lên được 1 triệu view, em làm cái MV khác đi mọi người. Kiếm tiền đầu tư MV chơi. Hết bệnh rồi, em bị miễn kháng phép mà. Hôm qua em bị chón. Trời đất mẹ anh lão quỷ. Anh nữa hả? Anh lão quỷ. Về đây tình anh em mình nè. Tôi nghĩ là đừng nghe nhạc nữa. Nói chuyện với anh Trinh đi, nó nhạc quá nè. Em biết nãy anh đi đâu không? Đi đâu à? Đi vậy thôi. Tự nhiên anh dòm em xong anh mất đái, nãy giờ anh đến gần chết. Em nhìn anh em cũng mất con đái. Con cu cứng ngắc. Anh không hiểu sao anh chơi bơi ca với ai không biết, mà khi mà anh chơi với em rồi anh cu nó cứng ngắc. Cái gì ra đái cho bớt cho nó xẹo xuống. Chị không nói. Ai giả mạo anh Thiện hả? Đúng rồi, anh Thiện giả mạo. Ai rồi, Thiện nào đó. Giả mạo đúng không? Thành chia rẽ tình anh em đồng đội. Ở bên này toàn anh em tôi quay sang bạn không ạ, em ơi. Đó, bởi vì em biết không, khi mà em chơi bơi ca với anh mà người ta thấy em dễ thương quá thì những anh em của anh thì từ dù gì cũng qua tặng cho em đúng không? Dạ. Mốt quá, em anh chỉ cho mà mốt em gặp anh 11 hay là anh Thiện vô đó, kêu tên mấy ổng lên. Giả bộ rồi. Không kêu. Kêu gì đâu, nói cha giả bộ. Giả bộ thấy anh 11 vô nói nè. Wow, anh 11 du sơ cứng của Phúc Cây kìa. Giả bộ nói vậy á. Giả bộ nói vậy là người ta tặng à.
Khùng quá à, tao gài cho mấy ổng tặng mà em không biết gì hết trơn. Ví dụ như mấy anh em ở Dubai đi, mấy anh em Dubai mà vô gum của ai rồi đúng không, đã nói nè, wow mấy anh em Dubai kìa, mấy anh em Dubai lên cho em một sao đi, không lẽ giờ không lên đúng không. Nó nói ở mấy anh em Dubai, trời anh em Dubai má mang tiếng mà giúp quốc BK chơi thua, thắng BK quá trời luôn mà không lẽ giờ cho em lên, lên sao lên không được đúng không. Là... thì tớ bắt buộc mấy bạn phải lên thôi. Ôi ông đôi mất anh, mặt mấy anh mà thương thì mấy anh thôi khỏi Bây giờ mình bàn nhớ bạn kèo này nè. Bây giờ một lát hồi mình chơi với Ngân Ngân, mình chơi bỏ vô thùng nước, mình chơi bỏ ngâm đít vô thùng nước, mình chơi cái kèo bữa đó. Mọi người có thể nào mà gài con Ngân Ngân, nào giờ Ngân Ngân đâu chơi BK với mình đâu đúng không, mà giờ gài cho nó vô bỏ vô thùng nước. Biết sao không, phút qua gum của Ngân Ngân, Ngân Ngân nó nói nè, trước giờ em chơi BK với nhiều người rồi mà em chưa chơi BK với anh Phúc Quay gì hết trơn à, nó thôi em đừng chơi với anh, giữ hình tượng lại mốt còn lên tivi hát nữa. Ủa nãy giờ anh cho anh bi nhầm. Mấy bạn đừng có quan trọng cái chuyện mà xài, mấy bạn hiểu không? Cảm ơn chị Trang. Các bạn đừng có quan trọng cái chuyện mà sệ, tại vì mà theo cái định lực tự nhiên nó, nếu mà nó bự ra tất nhiên nó phải sệ xuống rồi. Tại sao mấy bạn thắc mắc là tại sao mà con chim bi nó sệ xuống, nó bự ra tất nhiên nó phải sệ xuống chứ, tại sao mà có những đứa mà bây giờ mà muốn nó nâng lên đúng không, kiếm con muôn không bào với con ni mỏ rảnh bao nâng luôn. Hôm tôi để ý con ni mỏ rảnh, tôi nằm ở dưới đất tôi nói chuyện với nó đứng ở trên vậy nè, xong nó cầm chai nước, nó khui chai nước ra nó uống nước, nó giặt lấy cái chai nước mà nó kiểu như mà nó uống mà nó chuối nguyên cái chai nước xuống luôn vậy nè, nó giang cái đất nó lên luôn vậy nè, mà tôi không thấy cái gì nó u ở đây hết mọi người. Con ni mỏ rảnh uống mà chuối chai nước xuống mà không thấy vú đâu luôn. Thôi nói đi, ở trên video nè nhiều người để anh nói xấu lắm, nói chung là anh đi đâu anh bị người ta chửi quen rồi. Yeah, win. Trời với mấy đứa nhầm khi yếu quá cũng hơi nhạt ha. Không phải là anh nói gì khi dễ nha, không có đâu nha, tại vì anh nói giỡn thôi. Tha cái gì mà tha. Cắt lông em nó từ từ đi, em để lông dài nhìn ghê quá. Không ngã nghe em nó nói hả, nhìn nó quăng quăng ghê quá anh ơi, để em nó lòng thòng lệnh thệnh rồi này kia này, mình đẹp mà làm sao cho nó sạch sẽ chút xíu. Cho nó cắt bớt đi, để gặm gạp quá mốt anh Thiện anh có đụng thôi, không muốn tha đây mà tôi đang tem đã, anh đang hớt tóc gọn gàng rồi cho em nè, mốt anh Thiện anh ra anh gặp em kìa. Anh Thiện anh đòi chừng nào, anh Thiện anh nói nè, anh mua mốt anh mua mốt anh cưới vợ xong anh đi hưởng đường, chở vợ đi hưởng đường nhân mặt, anh không biết hưởng đâu nha, anh tính đi ra Đà Lạt. Anh Thiện anh nói là anh Thiện leo núi, anh nói là anh sắp lấy vợ rồi cho nên là anh chuẩn bị là anh đi hưởng đường nhân mặt á, anh tính đi ra Đà Lạt á. Em hiểu ý không đó? Hiểu ý anh nói không? Giờ này mình tém tóc cho nó ngắn bớt rồi từ từ tới giờ đó nó dài rồi. Không tha. Đừng tha mà. Đừng tha. Bóng nó đang điếc anh. Thật mấy nhỏ câu like câu view của mày ơi. Mấy nhỏ thấy tao đang nổi nổi hot hot, thấy view cao mày đặt câu view của mày ơi. Tại đó hơi đeo quan tâm làm gì. Mấy đứa đó ai đâu coi. Câu view thôi, thấy nó đang hot hot đó, nó câu view á, chạy nó đứng qua không khí thì đổi qua kèo đập bình sữa. Giờ em đổi qua kèo đập bình sữa không, em cảm thấy mà em thương Long rồi này kia thì em đập bình sữa. Sợ rồi. Cái vũ hủy diệt quá mà đập sập sao. Ngân Ngân chuẩn bị rồi hả? Chết rồi, Ngân Ngân chuẩn bị rồi, có anh em mà cứu tôi không?
Ngân Ngân nó thường thường nó ít chơi bk đó, nó chơi bk tại vì cũng hai con rồng. Còn người cứu tôi không? Đây, đợi xíu nha, phút nha, nó hơi lâu xíu. Kiểu này hết lông giống như người Nhật mà. Ủa người Nhật không có lông hả anh? Người Nhật không có lông hả? Nào giờ mới biết luôn hả? Đẹp quá Trinh ơi. Trinh có nghe mùi khấm lọ gì không? Nghe mùi nó hơi khấm khấm chút xíu vậy không? Mỹ mới không có lông, Nhật có hả? Thôi sao mấy cha gành quá. Cái coi Vinzet nhiều quá nhiễm. Gái Việt Nam còn chưa chơi nữa, biết gái Mỹ với gái Nhật luôn mấy ba. Mấy ba coi Vinzet hoài riết mấy ba nhiễm. Mẹ đây gái Việt Nam còn chưa đụng được nữa, cỡ Trinh Bi là chưa đụng được nữa, đâu ra gì Mỹ với Nhật. Sao mấy ba biết gạnh vậy, mấy ba thấy ngoài đời chưa? Thấy ngoài đời chưa? Hỏi ra cái nói, ờ tại tôi có Vinzet. Hay quá Trinh ơi. À, anh đi về nha, anh lại chơi vui vẻ nha. Rồi em thở ra nha. Rồi ok. Bye bye em. Ngu để lại để vậy cho người ta thấy tội nghiệp rồi này kia người ta.